xin chào bạn, chào mừng các bạn đến với video review sản phẩm của Vinmart. Ngày hôm nay ở trước công ty mình đang có một chiếc máy xịt rửa áp lực với thương hiệu của Zesta. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn, review cho các bạn cái sản phẩm này. Với một chiếc máy rửa xe áp lực cao như này, được trang bị hai bánh xe lớn phía đằng trước, có một phần khung bảo vệ được đầu bơm cũng như là phần motor ở phía trong, quá trình mà mình di chuyển đỡ có va chạm, có xô thì nhờ cái tấm chắn này thì nó sẽ bảo vệ được cái động cơ ở bên trong. Phần ở bên trên này thì là màng kim loại bao phủ giúp bảo vệ phần động cơ. Cái bộ đầu bơm này mọi người nhìn thấy là hoàn toàn là bằng đồng và có chỉnh áp và đồng hồ áp lực hiển thị áp lực ở đây để cho chúng ta dễ dàng có thể kiểm soát được, có thể theo dõi được cái áp lực của máy. Phần khung ở trên đây cũng khá là chắc chắn, có kết hợp giữa bốn đầu bếp khác nhau để mình có thể thay thế vào trong cái súng xịt. Mọi người chỉ cần rút ra như thế này. Rất nhiều khách hàng thì sẽ không để ý, nên là mọi người lưu ý là có các cái bếp xịt kèm theo để chúng ta có thể thay thế vào máy một cách dễ dàng từ 0 cho đến 40 độ. Sau này, hệ thống bảng điện sẽ được đặt tại vị trí này để tránh cái trường hợp nước trong quá trình mà chúng ta xịt rửa ảnh hưởng tới, cũng như là các cái thao tác của chúng ta sẽ trở nên dễ dàng hơn. Cái một điểm nổi bật hơn của cái dòng Zesta với model 2200 này so với các cái dòng khác trên thị trường đó là mình có thể thấy được vôn kế và cái ampera. Đây là automat, đây là công tắc khởi động này. Với chiếc máy này thì mình sử dụng điện 220V, mọi người cắm dễ dàng sử dụng trong gia đình. Và chiếc máy này thì được trang bị motor 3kW với tốc độ vòng quay là 1450 vòng trên 1 phút, sẽ cho ra lưu lượng nước là 15 lít trên 1 phút ạ. Đi kèm theo máy thì chúng ta sẽ có dây cấp nước này, có chõ lọc rác này, có các quăng phớt để chúng ta có thể đặt tại các cái vị trí để tránh rò rỉ nước ra. Và ở đây thì mình sẽ còn kèm theo súng. Cái súng này thì dài 90 xăng, súng xịt áp lực. Và với chiếc máy này sẽ tự động ngắt khi mà chúng ta nhả còi súng. Và đầu bếp thì sẽ được thay tại vị trí này. Đây, ví dụ như bây giờ mình thay thử cho mọi người một cái bếp ở đây là bếp màu trắng. Đặt bếp màu trắng vào, bếp màu trắng là bếp 40 độ. Khi chúng ta phun ra thì sẽ có tia 40 độ. Phần súng khá là chắc chắn và cẩn thận, rất là bền. Súng này áp lực là 5000. Ngoài ra thì kèm theo 10 mét dây xịt. Một chiếc máy rửa xe áp lực cao này thì chúng ta dễ dàng để sử dụng trong các cái gara, cơ sở rửa xe chuyên nghiệp. Hoặc là ở trong các nhà máy, mọi người cũng có thể sử dụng thiết bị này để chúng ta rửa các cái máy móc chuyên dụng cần phải xịt rửa bằng những cái máy áp lực cao thì cái chiếc máy này cũng đáp ứng được. Hoặc ngay trong những gia đình của chúng ta, mọi người sử dụng sản phẩm này để chúng ta có thể xịt rửa xe này, xịt rửa sân vườn này, hoặc là chuồng trại chăn nuôi đều ok. Một sản phẩm khá là hữu ích cho bà con. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như là mua hàng thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline 024-3838-3456 hoặc truy cập vào website maymocviet.vn. Ở trên website nhà mình thì có rất là nhiều các cái model khác nhau của các dòng rửa xe, từ xịt áp lực, dòng dây đai đến dòng cao áp. Mọi người có thể lên đấy để mình tìm kiếm những sản phẩm để phù hợp với nhu cầu của mình. Và cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Chào tạm biệt.